Quy Bi thời hạn nhận ngày áo polo thời thượng trong mỗi thùng cùng cơ hội trúng 500 triệu tiền mặt. Em chào các sếp ạ. Em xin giới thiệu, em là Lê Thanh Hải, founder và giám đốc kỹ thuật của Bogdance. Em xin giới thiệu, em là Đào Phương Lê, giám đốc điều hành của dự án Bogdance Fitness Gaming, một mô hình trò chơi kết hợp thể thao và yếu tố chiến thuật. Quy tắc của trò chơi rất đơn giản, trẻ em từ 6 tuổi trở lên thể chơi được. Ở dưới đây thì là mô hình mô phỏng kích thước và màu sắc. Màu đỏ sẽ là tượng trưng tường lửa. Khi người chơi dẫm vào tường lửa sẽ bị trừ tim. Khi hết tim thì sẽ phải chơi lại cái nhiệm vụ hiện tại. Màu xanh dương sẽ là các ô mục tiêu. Khi ăn hết các ô mục tiêu thì sẽ sang nhiệm vụ tiếp theo. Màu xanh lá cây sẽ là vùng an toàn tránh tường lửa. Toàn bộ phần mềm vận hành và các cái hiệu ứng của trò chơi thì là do đội ngũ của Bogdance sự phát triển. Lấy ý tưởng từ một mô hình game của Mỹ thì hiện tại ở Mỹ thì đã triển khai được hơn 23 điểm chơi quy mô rất là lớn. Tại Trung Quốc có các mô hình tương tự và đạt hơn 100 điểm chơi. Hiện nay ở Việt Nam thì đa số các bạn trẻ vào khu trung tâm thương mại chơi giải trí, chủ yếu là xem phim, ăn uống hoặc là các cái khu trò chơi điện tử. Với mong muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh, vừa giải trí và có thể kết hợp rèn luyện thể thao, bọn em cũng đã nghiên cứu và triển khai hai địa điểm chơi game tại hai khu trung tâm thương mại là Royal City và Time City. Vì là đi tiên phong trên thị trường nên là bọn em cũng có các cái lợi thế về mặt truyền thông. Toàn bộ hiệu ứng, hình ảnh, các thông tin của trò chơi thì cũng được lan truyền trên mạng khá là rộng rãi. Các cái clip đều do người chơi tự đăng tải và cái chi phí marketing của bọn em hiện tại thì là không có nhiều. Em tin rằng cái mô hình trò chơi của bọn em sẽ là xu thế mới cho giới trẻ. Bọn em hiện tại đang xây dựng giá là 100.000 đồng một người một lượt chơi trong vòng 15 phút. Bán kèm theo tất chống trơn là 20.000 đồng một đôi. Ngoài ra thì bọn em đang có chương trình triển khai khuyến mãi dành cho học sinh, sinh viên, cư dân xung quanh trung tâm thương mại. Bên cạnh đấy bọn em cũng kinh doanh thêm là bán nước và đồ ăn giải khát. Sau 6 tháng vận hành, mỗi địa điểm là đón được 130 người chơi một ngày. Doanh thu cao điểm là 25 triệu và thấp điểm là 8 triệu. Doanh thu tháng cao nhất của bọn em ghi nhận là 400 triệu một tháng. Hiện tại thì mỗi tháng bọn em ghi nhận lợi nhuận về là 200 triệu. Với cái mức đầu tư là 1,8 tỷ ban đầu thì bọn em dự tính là 9 tháng là có thể hoàn vốn. Thì với cái mức hoàn vốn này thì có thể thấy là hấp dẫn hơn là nhà hàng và cà phê. Hiện tại thì cái mô hình này thì bọn em có thể là sử dụng các cái thiết bị, khi mà không sử dụng ở một điểm nữa có thể chuyển sang địa điểm khác để kinh doanh tiếp. Sau 6 tháng vận hành thì bọn em đã mở thêm được một cơ sở và một cơ sở được nhượng quyền. Với cơ sở được nhượng quyền thì sau 1 tháng vận hành có doanh thu là 600 triệu một tháng. Với cái cơ sở nhượng quyền này thì bọn em đang thu doanh thu là trên 10%. Bọn em xin đến đây là để gọi vốn là 10 tỷ cho 20% để mở rộng mô hình kinh doanh. Hiện tại bọn em đang muốn sử dụng 5 tỷ để mở thêm 2 điểm ở thành phố Hồ Chí Minh và 5 tỷ còn lại bọn em sẽ dùng để R&D các cái game mới. Và có thể là mở rộng sang Thái Lan, tại vì bọn em cũng có research là Thái Lan là cái địa điểm môi trường khá là nóng, cư dân thì tập trung ở các trung tâm thương mại khá là nhiều. Trung tâm thương mại thì vẫn chưa có các cái địa điểm trò chơi hấp dẫn cho khách du lịch với cả khách cư dân ở đó. Mời các sếp đặt câu hỏi. Một địa điểm tại sao mình cần đến 2 tỷ rưỡi nhỉ? Là dành cho 3 phòng game anh ạ. Mỗi cái máy này là bao nhiêu tiền? Mỗi cái máy này bọn em đang bán nhượng quyền cho một phòng là 500 triệu. Nếu mà mình tự setup full bộ sẽ khoảng 350 triệu. Bọn em khá tự tin là sẽ tối ưu được xuống độ khoảng 200 triệu một phòng. Định giá tôi nghe tôi hơi giật mình. Một tháng mới lãi được 200 triệu thì một năm lãi được khoảng hơn 2 tỷ, làm sao mà định giá cao thế nhỉ? Ngoài cái việc 200 triệu một tháng về lợi nhuận thì bọn em đang có một cái cơ sở nhượng quyền 600 triệu một tháng, lợi nhuận nó mang về là 60 triệu một tháng. Và bọn em là đang muốn gọi 10 tỷ là có thể là mình sẽ mở thêm hai cơ sở thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà mở rộng được cái địa điểm là khoảng 10 địa điểm, lợi nhuận về là có thể tự làm thêm một điểm mỗi tháng rồi. Em nghĩ là cái cơ sở đầu tiên của bọn em sẽ tạo được cái hiệu ứng để cho các cái cơ sở tiếp theo đạt được doanh thu cao hơn và lợi nhuận tốt hơn. Đồng thời thì bọn em cũng sẽ tối ưu được cái chi phí hơn. 100.000 được cho 15 phút. Bình thường một người đến chơi thì thường người ta chơi bao lâu? Chơi một lần một lượt chơi trong vòng 15 phút. Nhưng mà thường là khách hàng thường chơi một lần. Thường là chơi phải chơi mấy lần chứ, đến chơi cũng 15 phút. Vâng. Thì cái con số thực tế hiện tại sau 6 tháng vận hành của điểm đầu tiên, tỷ lệ người chơi là trên 30% quay lại. Ý là một lần người ta một buổi người ta chơi á, bao nhiêu game? Hay người ta chơi một game 15 phút thôi. Chơi 15 phút thôi, chả block được. Thường thì chỉ chơi 15 phút bởi vì là nghe 15 phút thì có vẻ là nhanh nhưng mà họ vào họ chơi mệt khá là mệt. Bình thường trong vòng 15 phút sẽ có hơn 40 level chơi. Làm thế nào để người lớn chơi được và vừa trẻ con chơi được? Và có những cái đoạn, có những cái hiệu ứng thì cần đồng đội và chiến thuật. Có những cái hiệu ứng thì cần khéo léo. Và có những cái hiệu ứng cần phải sức lực, cơ thể khỏe mạnh mới chạy được.
Công nghệ của mình có gì độc quyền không? Tôi nghĩ là có thể liên hệ bên cung cấp ở Trung Quốc chẳng hạn sẽ có nhiều lựa chọn đúng không? Vâng, cái câu chuyện đấy thì bọn em cũng đã suy nghĩ. Cái phần cứng thì em nghĩ là nó rất là đơn giản, có thể gia công ở Trung Quốc, cái chi phí rất là rẻ. Tuy nhiên thì bọn em cũng có một đội ngũ để mà nghiên cứu các cái hiệu ứng game rất là kỹ, và bọn em mất tầm nửa năm để mà thay đổi các cái map chơi game. Hiện tại cái tỷ lệ mà người chơi đặt online rất là nhiều. Có phải là vì bây giờ cái trò chơi nó đang còn mới, nó đang còn trendy ấy, người ta sẵn sàng để lên, để đặt, để chờ như vậy, nhưng đến lúc mà mình mở rộng phủ khắp nơi rồi thì nó không hot nữa, nó lại khó để cho mình hoạt động theo cái kiểu như vậy không? Thì em nghĩ là cái đặc điểm của cái mô hình này là mình có thể custom được những cái hiệu ứng và những cái rule. Thì ngoài cái việc hiệu ứng chân dẫm ở trên đây thì bọn em cũng đã nghiên cứu được sử dụng tay hoặc là laser để mình cúi người xuống, hoặc là mình chạm nhảy lên để chạm ở trên trần. Ngoài việc mở rộng mô hình kinh doanh ra thì bọn em sẽ đánh mạnh truyền thông về fitness và đốt calo. Cái yếu tố đấy sẽ là cái yếu tố mà khiến cho người chơi quay lại nhiều hơn và nó sẽ bền vững hơn. Có một cái suy nghĩ của tôi như thế này là người Việt Nam mình đi trung tâm thương mại thường là để mua sắm, giao lưu, gặp gỡ, nó hơi sang chảnh một tí. Sạch sẽ. Sạch sẽ. Bây giờ mình vào mình chơi cái trò chơi này xong rồi mướt mát mồ hôi ra, xong rồi kiểu phấn son tèm lem trôi hết, nhìn nhau nó khác khác. Tức là thực ra cái số liệu cho thấy là cuối tuần là các cặp đôi vào đây rất là nhiều anh ạ. Đây là một địa điểm mà mọi người có thể là hẹn hò, có thể là nhìn nhau mà ôi cô này chơi make up vẫn xinh đẹp. Đấy là một địa điểm thôi. Có thể đó, là do trend thôi. Trò chơi này mô hình ở Mỹ thành lập 6 năm rồi và vẫn đang phát triển, và hiện tại là cái mô hình này không phải là dạng trendy mà có thể là phát triển lâu dài sau này. 6 năm thì còn quá mới, tại vì một cái trend nó có thể kéo dài 10 năm, 15 năm là bình thường. Nếu mà mình đặt vào các cái trung tâm tập gym hay cái tập thể thao thay vì là các cái trung tâm thương mại. Vâng, bọn em cũng làm việc với cả các bạn PT để mà đưa ra những cái hiệu ứng mà giống như kiểu cardio hoặc là chạy. Có thể là mình sẽ dùng voice để mình hướng dẫn cho người chơi, và mình đánh vào cái fitness mà mình có thể bán được các cái sản phẩm liên quan đến fitness. Em nghĩ là thời điểm hiện tại thì mình đặt ở rạp chiếu phim là hợp lý nhất. Chết rồi, tôi bị săn rồi. Nhưng mà cái luật chơi là do mình thiết kế ra đúng không? Dạ vâng ạ, toàn bộ cái hiệu ứng của trò chơi là bọn em tự thiết kế. Khi mình thiết kế 40 cái level cho cái game này, mình có nghĩ đến cái việc mà mình tham khảo những cái tiêu chuẩn quốc tế về khoa học thể thao, về sức khỏe, để mình đạt cái chuẩn đó, để mình nói với người chơi rằng là không vấn đề gì, an toàn về mặt sức khỏe, về mình vận động phải có tiêu chí. Có nghĩ đến chưa? Hiện tại thì bọn em cũng chưa nghĩ đến. Phải nghĩ đến nha, lỡ người đâu đó người chơi hết 40 level người ta bị đột quỵ sao? Mình nghĩ nó đơn giản, nhưng hãy nghĩ đến các tiêu chí, các tiêu chuẩn liên quan đến thể thao. Cái giá của mình nó đến từ đó chứ không phải đến từ cái thiết bị vật lý này. Và mình trả phí cái đó. Em cảm ơn Shark Nga. Chắc là trong tương lai thì bọn em sẽ tập trung vào fitness, thì bọn em sẽ nghiên cứu cụ thể. Nay Shark Minh có hỏi cái vấn đề về độc quyền ấy. Bạn có cái gì khác biệt để người ta không nhái lại? Bạn có nói qua đến cái phần mềm nhưng mình vẫn chưa thấy nó có cái gì đấy, nó khác biệt hay nó đột phá gì? Bọn em cũng đã đăng ký sở hữu trí tuệ rồi. Dạ, đăng ký rồi. Vâng. Cho 40 cái trò chơi này rồi. Đó là cái mà người khác nó bắt trước là bị họ bị phạt rất đó. Là nhanh. Họ không thể copy được, họ copy là bị phạt. Trừ khi là bạn phải kêu gọi được cái số lượng đầu tư rất là lớn và làm mạnh đến cái mức độ mà người khác có nhái lại thì họ cũng không làm gì được bạn. Cái lĩnh vực này thì bạn biết rồi, thoái trào cũng rất là nhanh. Thì lý do gì mà tôi lại phải đầu tư cho bạn? Phần là muốn gọi vốn, một phần là cũng muốn tìm ra Shark nào là có thể giúp bọn em là mở rộng cái thị trường của bọn em bằng cách là mở nhượng quyền. Bọn em đã muốn là tìm Shark nào có thể tăng giá trị cho công ty. Tôi không khuyến khích các bạn nhượng quyền khi mà bản thân bạn chưa chắc chắn về cái tương lai thành công của sản phẩm. Nếu mà nó không thành công, cái đối tượng thiệt hại nhất chính là những người mua nhượng quyền. Chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều câu chuyện. Mình chỉ nên nhượng quyền khi mà mình cảm thấy cực kỳ tin tưởng và sung sướng, tin chắc chắn rằng là mình sẽ giúp được người khác kiếm được tiền. Tuy nhiên là tôi cũng chốt deal luôn với cái sản phẩm của các bạn. Ý kiến cá nhân của tôi thôi, chỉ là một sản phẩm trend thu hút trong một thời gian nhất định. Chi phí thì đắt, cái cost của bạn là cao vì là thuê trong các trung tâm thương mại mà. Tôi nghĩ là với một cái số tiền tương đương thì tôi có thể đầu tư vào rất nhiều các môn thể thao khác mà có tính gây nghiện cao và đem lại lợi nhuận chắc chắn. Chính vậy nên là tôi không thích cái sản phẩm này, như vậy tôi không đầu tư. I'm out. Tôi cũng thấy là cái sản phẩm này, thứ nhất là tôi không hiểu biết về lĩnh vực công sư chơi giải trí hay đầu tư vào cái hoạt động thể thao này. Còn nếu mà góc độ là tài chính thì tôi cũng có nhận xét giống như một số khác. Cảm giác cái môn này nó cũng thoái trào rất là nhanh. Mô hình kinh doanh của các bạn về nhượng quyền hay là tự đầu tư cái thứ nó không rõ nét về góc độ tài chính, cho nên là tôi cũng quyết định không đầu tư.
Hiện tại thì em đang gặp khó khăn về vấn đề phát triển thị trường vì em chưa biết được target client, khách hàng mục tiêu của mình. Thực ra em đang nhắm vào rạp phim hoặc là trung tâm thương mại nhưng mà em quên mất là trường học. Đúng không? Trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 mẫu giáo cũng là đối tượng của em mà. Vận động hàng ngày là khuyến khích các bạn vận động mà, đúng không? Mình bỏ lỡ, thậm chí mình đầu tư, mình thu tiền tại đó, tại cái điểm đó, chứ không phải là mình bán cho họ, mình franchise cho họ, đúng không? Vì cái năng lực thiết kế của bạn không show up ở đây. Là mình game khác là gì? Ví dụ thế mình có thể portfolio cái game sẽ là gì? Ví dụ thế là mình sẽ cho người ta biết cái milestone, các cái điểm mốc mà trong tương lai mình thiết kế R&D sản phẩm là cái gì thì mình thuyết phục được người khác tham gia vào công ty của mình, right? Thì hiện tại là không thấy điều đó. Thì Nga sẽ không đầu tư nhưng mà sẽ giúp bạn trong mentoring. Em cảm ơn Sắc Nga. Tôi thì tôi đánh giá rất là cao cái dự án này và tôi đánh giá cao cái sự sáng tạo của các bạn. Chắc chắn rằng các bạn làm cái dự án này thì các bạn sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Gọi là cái lĩnh vực theo trend này ấy, bùng phát cũng rất là nhanh. Thì với những cái lĩnh vực mà đầu tư mà nó gọi là giàu nhanh và dễ thoái trào như này ấy, tôi cho bạn một cái lời khuyên. Có nghĩa là gì? Mình phải có chiến lược quản trị rủi ro trong cái lĩnh vực này. Về đầu tư ấy, tôi thấy tiềm năng rất là cao. Thì tôi nghĩ rằng là tôi rất muốn hợp tác với bạn cho một cái cửa hàng nhượng quyền nào đó tại Hà Nội, ủng hộ các bạn cái nối tư duy kinh doanh nó rất là độc đáo này. Còn về đầu tư tham gia với bạn thì tôi được xin phép là không đầu tư. Ây da, tôi lại rơi vào cái thế tôi rất thích rồi, đó là tôi được độc quyền đàm phán đó mà. Mỗi Sắc Minh là có vẻ phù hợp. Nếu mà Sắc Minh deal được với các bạn ấy, thì Sắc Minh sẽ thuyết phục Sắc Thái là làm nhượng quyền không phải là một cái đâu, mà là ba cái. Tại vì là hoàn vốn có 9 tháng à. Quan trọng nhất là có Sắc Minh vào thì các em sẽ nhượng quyền và quản trị tốt hơn rất nhiều. Beta cũng đang nhượng quyền rạp chiếu phim và anh khoe với các em một cái thành tích là bọn anh đã nhượng quyền được 5 cụm rạp trên toàn quốc và thường là 3 năm là họ hoàn vốn. Thực ra 3 năm là một cái mốc rất là tuyệt vời của ngành rạp phim. Thì để làm được cái việc đấy thì bọn anh đã mất đến cả 10 năm hoàn thiện tất cả các khâu, xây dựng đội ngũ, nghiên cứu tất cả mọi thứ rồi mới dám đi nhượng quyền. Tại vì mình phải làm tốt được cho mình mà mình phải làm tốt được ở nhiều điểm một cách gọi là consistently, gọi là làm được liên tục và thường xuyên cái thành tích đấy thì mình mới dám khuyên người khác đầu tư. Thì nếu mà các em tham gia cùng anh ấy thì ít nhất là anh giúp được cho các em cái phần đấy. Bây giờ Beta cũng 20 cụm rạp trên toàn quốc và đến 2030 là bọn anh đâu đấy cũng phải khoảng 70-80 cụm rạp. Sẵn cái việc bọn anh đi đàm phán thì đàm phán luôn cho các em thì các em sẽ được thuê rẻ hơn rất là nhiều, hoặc là ăn chia như thế nào đấy với những cái cơ sở vật chất anh đã sẵn có. Nhưng tuy nhiên anh vẫn thấy một chút hy vọng ở các em. Thành ra bây giờ anh đặt cho các em một câu hỏi là các em có thực sự muốn deal với anh không? Tại vì cái deal của anh đưa ra ấy, nó sẽ khá là chua đấy. Anh phải nói trước, tại vì nếu mà anh đưa ra cái deal chua chua xong em từ chối thì anh cũng buồn. Chắc khả năng là 1 tỷ cho 20% và 9 tỷ để mua nhượng quyền. Lộ hết cả bài của em. Có phải anh nhìn sổ em đang vẽ ở đây không anh? Không nhìn nhé. Anh quá đáng lắm này thì chết rồi. Thế này thôi anh hơn đền đi. Em học chua đền đi. Bắt bài. Chua thì bây giờ cũng chỉ có một sự lựa chọn nữa thì chắc là xin phép Sắc Minh đưa ra. Đấy. Thực sự ấy, nếu mà nói về việc bỏ tiền mặt ra để đầu tư cho các em ấy, anh chỉ có thể dám bỏ 1 tỷ thôi. Còn 9 tỷ anh sẽ đổi bằng những cái khác, bằng gọi là in-kind, sử dụng mặt bằng của anh miễn phí, rồi team của anh sẽ tham gia tư vấn hỗ trợ cho các em. Bây giờ trong đội ngũ của Beta Group thì anh có những nhân sự cấp cao cực kỳ giỏi và họ đã quá dành cái câu chuyện là scale up rồi làm như thế nào rồi đường đi nước bước ra sao. Thì những cái đó mình cũng có thể quy ra tiền. Thì tất cả những cái thứ đó mình sẽ đàm phán để mình đưa ra một cái gói để nó quy đổi ra thành 9 tỷ. Hoặc là cross sell, tức là mua vé nhảy tặng xem phim, hoặc mua xem phim kiểu, tặng vé nhảy. Thì mình sẽ tìm cách để mình quy đổi. 9 tỷ in kind, 1 tỷ in cash. Hoặc là không có thể nghĩ một cách khác là tôi đầu tư cho bạn 10 tỷ nhưng bạn phải cam kết mua hàng của tôi, mua dịch vụ của tôi với giá 9 tỷ. Kiểu vốn ODA đấy ạ. Nếu các bạn muốn nghe tiếp thì mình nói chuyện, còn nếu các bạn cảm thấy là như thế nó không phù hợp thì mình cũng có thể dừng lại luôn. Nghe rồi. Em thấy là phù hợp ạ. Em thấy cái hướng đấy cũng khá. Thế thì mình nói tiếp đến định giá. Vâng. Cái điều của tôi cho các bạn là 10 tỷ như vậy đấy, tôi muốn 40%. Trong đó 1 tỷ là tiền mặt và 9 tỷ là in kind.
là bằng giá trị. Có thể dùng được luôn đúng không ạ? À, nếu mà dùng luôn thì dùng. Nhưng mà vấn đề là dùng sau hết. Ví dụ tiền thuê mặt bằng chúng ta quy đổi ra cái phần diện tích các bạn lấy nó khoảng 200 mét vuông thì nhân ra một tháng nó chỉ hết chừng đó thôi thì không thể nào mà hết luôn được. Còn ví dụ kể cả tôi có đưa cho các bạn gói tư vấn của đội ngũ team của Beta thì tính ra thì một tháng các bạn chỉ nên dùng khoảng chừng đó đấy chứ. Bọn tôi tư vấn làm gì mà nhiều quá được đúng không? So với quy mô doanh nghiệp của mình. Nhưng mà ít nhất là các bạn được dùng 9 tỷ đấy, cho bao giờ các bạn dùng hết thì thôi. Tôi chung cái deal nào cho nó hợp lý thôi. Tôi sắp mở mấy cụm rạp lớn ở Hà Nội. Địa điểm cực kỳ đẹp mà tôi biết là mở cái này ra là ăn chắc. Đúng, cái đấy thì có tôi thể sẽ, ok. Tôi sẽ lấy thêm một chút diện tích để tôi cho các bạn vào. Đấy thì bạn cứ tư duy, bạn suy nghĩ nhá. Một phút hội ý. Còn không là xong mình tự làm đấy. Lại dội đấy, lại dội. Chiều đây cũ rồi. Chiều đây cũ rồi. Cần lay. Các bạn có cần hội ý không hay là chốt luôn? À, bọn em xin phép 3 phút để hội ý đấy ạ. Thì thực ra là chỉ có các bạn mới biết là trong đầu các bạn ấy đang nghĩ là 10 tỷ để làm gì. Đúng rồi. Đó, nhưng vì cái offer của Xác Minh không giải quyết, có thể không giải quyết được cái nhu cầu vốn của các bạn ấy cho những cái việc sử dụng nó như thế nào. À, cảm ơn Xác Minh. Là sau khi rồi. Hội ý thì bọn em mong muốn cao tờ lại 2 tỷ tiền mặt để mở sẵn một điểm mà không phải ở Hồ Chí Minh và không phải ở Hà Nội, là có thể ở một địa điểm đông dân khác trên 500.000 dân số, có thể ở Đà Nẵng. 80% còn lại thì là có thể dùng cái phần giá trị của bên anh. Và em muốn đổi cái deal này cho 25% cổ phần của công ty. Mục tiêu của bọn em là cũng có thể là phủ cả Việt Nam với các cái tỉnh thành phố. Không, anh không nghĩ là mình nên nghĩ như vậy đâu. Mình nên đánh chiếm ở đâu thì cho nó chắc ăn ở đấy. Cả Việt Nam giải quyết vấn đề gì đâu. Để mình phủ, chứ còn cái câu chuyện là phủ khắp chả cả Việt Nam gì, nó chỉ ve vuốt cái tôi của các em thôi, chứ nó không giúp cho kinh doanh đâu. Nó oai thôi. Thành ra một đồng tiền anh đầu tư ra ngoài anh phải rất là yên tâm. Đấy, mà mô hình này thì anh thấy nó cũng tiềm năng, anh cũng muốn đi cùng các em. Các bạn phải đợi thêm lợi nhuận để mở, chứ không thể nào chỉ dùng cái tiền này. Các bạn có thể dùng cái deal là 1,5 tỷ tiền mặt, phần còn lại là in kind và phần trăm anh giữ 40. Thì đấy là cái deal cuối cùng của anh. 30% được không ạ? Anh không đàm phán nữa, anh xin lỗi các em. Sổ của anh đóng lại này. Thực ra là đến được chương trình mà em đã nhắm được Xác Minh là anh người biết, có thể là... Anh bị săn rồi. À, mà em xin là chốt điều với Xác Minh. Yeah. Làm gì còn lựa chọn nào khác. Chúc mừng hai em nhé. Xác Minh chốt quần này đỉnh quá. Good job, I love it. Yeah. QB thuyền hạn nhận ngày áo polo thời thượng trong mỗi thùng cùng cơ hội trúng 500 triệu tiền mặt. Shark Tank Việt Nam thứ hai hàng tuần 20:30 trên kênh VTV3, 21:30 trên YouTube TV Hub.